Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn VITV phiên bản YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Ukraine bình luận về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đô la Mỹ tăng giá khi mà Fed báo hiệu mạnh tay tăng lãi suất. Ông Erdogan nói Thủ tướng Đức thay đổi quan điểm muốn tìm lập trường chung với Tổng thống Putin. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân vẫn tồn tại, song ông nhận thấy nó không có khả năng diễn ra nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev không tiến hành bất kỳ thỏa hiệp nào với Moscow. Ông nhấn mạnh Kiev sẽ nỗ lực giành chiến thắng và kêu gọi Nga nên rút lui khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev coi là của Ukraine, bao gồm cả Crimea. Ông Zelensky cũng thừa nhận việc Ukraine không phát triển hệ thống phòng thủ và an ninh uy lực trong hơn 30 năm qua là sai lầm lớn nhất của Kiev. Đồng thời, ông lưu ý có một số quốc gia đang cố gắng thúc đẩy Ukraine tiến tới thỏa hiệp với Nga. Dạng sáng ngày 3 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Cục Dữ liệu Liên bang Mỹ Fed thông báo tăng lãi suất mạnh lần thứ tư liên tiếp ở mức là 0,75 điểm phần trăm, cho rằng vẫn là mức cần thiết và tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng là giảm mức tăng lãi suất trong những lần tới. Ủy ban thị trường mở liên bang, hội đồng gồm các quan chức Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, đã quyết định nâng biên độ lãi suất cho vay cơ bản của Fed lên khoảng 3,75% đến 4%. Đây là lần tăng 0,75 điểm phần trăm thứ tư liên tiếp do Fed đưa ra và là lần tăng lãi suất thứ sáu kể từ tháng 3 năm 2022. Trong thông báo sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed nhấn mạnh quyết định tiếp tục tăng lãi suất sẽ là phù hợp để đạt được mức độ kiểm soát cần thiết nhằm kiềm chế lạm phát, song cơ quan này sẽ cân nhắc tác động đối với nền kinh tế khi đưa ra các quyết định tiếp theo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với kênh truyền hình A Haber ngày 2 tháng 11 rằng Thủ tướng Đức đã thay đổi quan điểm và hiện nay đang ủng hộ việc tìm kiếm lập trường chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, thì người phát ngôn chính phủ Đức cho biết là trong cuộc điện đàm gần đây nhất với nhà lãnh đạo Nga ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Đức thúc giục nhà lãnh đạo Nga tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Ukraine dựa trên việc ngừng bắn và rút hoàn toàn quân Nga về nước càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết là việc Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine là nhằm làm giảm khả năng quân sự của nước này và đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng Moscow khiến cho người dân không có điện và khí đốt để sửa ấm trong mùa đông. Nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra một ngày sau khi Nga tiến hành hàng loạt các cuộc không kích tên lửa nhằm vào ít nhất 10 khu vực ở Ukraine, phá hủy các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong khi đó, thì các quan chức Ukraine và phương Tây chỉ trích các cuộc không kích trên của Nga cho rằng việc này sẽ khiến người dân không có điện và khí đốt trong mùa đông tuy nhiên thì ông Sugo khẳng định Nga đang cố gắng ngăn cản thương vong cho dân thường ở Ukraine. Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga cũng cho biết là NATO triển khai hơn 30.000 lính đóng quân gần biên giới phía tây nước này và theo ông Sugo hoạt động trên nằm trong chiến lược mới của NATO và theo đó đề xuất liên minh này chuyển từ kiềm chế Nga thông qua hiện diện tiền phương sang thiết lập hệ thống phòng thủ tập thể với quy mô đầy đủ ở sườn phía đông. Ông Sugu tuyên bố trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Nga sẽ cân nhắc ưu tiên an ninh quốc phòng của nhà nước liên minh gồm Nga và Belarus. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 2 tháng 11 nói rằng hai tên lửa hành trình phóng từ phi cơ quân sự Nga đã bay dọc hành lang được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc trên biển đen. Mỗi vụ phóng tên lửa như vậy trực tiếp đe dọa đến xuất khẩu lương thực và chúng diễn ra hàng ngày. Nhà Trắng cho biết là Triều Tiên đang chuyển lượng lớn đạn pháo cho Nga sử dụng ở Ukraine dưới vỏ bọc các chuyến hàng đến từ Trung Đông hoặc là Châu Phi. Ông Kirby không nêu cụ thể phương thức hay là lộ trình. Triều Tiên vận chuyển đạn dược và giới chức Mỹ không chắc là Nga đã nhận hàng hay chưa và đang theo dõi tình hình, sẽ tham vấn với các đồng minh và đối tác đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc để có biện pháp ứng phó. Bộ Quốc phòng Anh ngày 1 tháng 11 cho rằng các tên lửa Kinroy của Nga được bố trí ở sân bay Matulichi của Belarus. Và theo cơ quan này, các hình ảnh vệ tinh cho thấy là các tiêm kích của Nga đỗ ở sân bay dọc một thùng có thể đang chứa tên lửa đạn đạo phóng từ trên không. Các tên lửa này có một vài lợi thế so với các tên lửa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, trong đó có cả các tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 chẳng hạn, chúng có thể mang hạt nhân và di chuyển với tốc độ lên tới gần 14.500 km/h. Phó thủ tướng Nga thông báo Nga đã bắt đầu điều trần nguyên nhân các vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc. Hiện chưa có kết quả chính thức và một số thông tin không thể công bố thời điểm này do tiến trình điều tra vẫn đang được diễn ra. Đầu tuần này tổng thống Nga cho biết là tập đoàn Gazprom đã được phép kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc và đã xác nhận thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt này. Đây là lần đầu tiên các đơn vị điều tra của Nga được tiếp cận với khu vực dò dỉ kể từ khi sự cố xảy ra. Hiện tại các quốc gia như là Đức, Thụy Điển và Đan Mạch cũng đã đều thành lập các đơn vị điều tra đặc biệt nhằm sớm làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới sự cố dò dị. Song hiện tại chưa đưa ra kết luận cuối cùng nào. Theo tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của tập đoàn năng lượng này cho các quốc gia thuộc CIS Cộng đồng bao gồm hầu hết các nước EU đã giảm 42,6% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo của Gazprom thì lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang các nước không thuộc CIS là 91,2 tỷ mét khối, thấp hơn 67,6 tỷ mét khối so với 10 tháng đầu năm 2021. Nga và Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một tuyến khí đốt lớn khác qua Mông Cổ mang tên soyu Vostok Gazprom đang hoàn thiện các chi tiết xây dựng cuối cùng cho dự án này. Theo yêu cầu của Tổng thống Nga Putin, chính phủ bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao cũng như cơ quan An ninh Liên bang nên xây dựng và trình bày các đề xuất về việc áp dụng chế độ miễn thị thực cho người nước ngoài đến Nga với mục đích là đi du lịch, kinh doanh hoặc là giáo dục cũng như là những người tham gia các hoạt động thể thao và sự kiện văn hóa khác. Các biện pháp trên được đưa ra bất kể nguyên tắc có đi lại, nghĩa là Moscow sẵn sàng tạo điều kiện để người nước ngoài đến Nga ngay cả khi quốc gia của họ vẫn yêu cầu người Nga xin thị thực. Theo đài CNN, cơ quan tình báo quân đội Ukraine ngày 2 tháng 11 cho biết, Iran đang có kế hoạch gửi hơn 200 máy bay không người lái chiến đấu tới Nga, bao gồm cả mẫu Aras-2, được quân đội Iran coi là một trong những máy bay không người lái tấn công tầm xa nhanh nhất thế giới. Cơ quan này cũng cho rằng các máy bay không người lái đang được vận chuyển ở trạng thái là đã tháo rời và đã đi vào bên trong lãnh thổ của Nga. Tân thủ tướng Thụy Điển vừa qua tuyên bố là ông sẵn sàng cho phép tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, hay còn gọi là NATO, bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi Stockholm trở thành thành viên của khối liên minh này. Lời khẳng định trên được ông đưa ra tại Helsinki trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Sanamarin của nước chủ nhà Phần Lan, quốc gia đang cùng Thụy Điển xin gia nhập NATO. Đây được xem là sự thay đổi lớn trong lập trường của chính phủ Thụy Điển so với chính phủ tiền nhiệm. Quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 2 tháng 11, Triều Tiên đã bắn hơn 100 phát đạn pháo từ bờ biển phía đông vào một vùng đệm quân sự vốn được thiết lập trong khuôn khổ tỏa thuận quân sự Triều Tiên. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ bắn trên vi phạm thỏa thuận ký năm 2018 và đã diễn ra sau khi Triều Tiên phóng một loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa đầu tiên rơi gần lãnh hải Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết là họ phát hiện Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắm ngắn từ Wonsan, một cảng ở bờ biển phía đông của Triều Tiên, hướng về vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Vào khoảng 8 giờ 51 giờ địa phương sáng ngày 2 tháng 11, Đáp trả máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bắn 3 tên lửa dẫn đường chính xác vào vùng biển phía Bắc và đường ranh giới giữa hai nước. Tổng thống Hàn Quốc Jun suk Hyun đã ra lệnh cho quân đội bảo đảm Triều Tiên, trả giá rõ ràng cho sự khiêu khích của họ. Một nhóm điều tra đặc biệt đã khám xét hai đồn cảnh sát Seoul và Yunshan, cùng sáu văn phòng khác ở Hàn Quốc trong ngày 2 tháng 11 liên quan tới thảm kịch Itaewon. Báo The Courier Times cho biết là các cuộc khám sát trên là một phần của cuộc điều tra phản ứng của cảnh sát đối với vụ dẫm đạt kinh hoàng ở quận Itaewon khiến ít nhất 156 người thiệt mạng và cuộc khám xét diễn ra một ngày sau khi cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thừa nhận đã có 11 cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo tình trạng đông đúc quá mức ở Itaewon tối ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên thì cảnh sát không phản ứng đầy đủ dẫn đến thảm kịch xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tâm Trấn VITV phiên bản Youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.